Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video đầu tiên để giới thiệu cho các bạn về CoCode 3.4. Nó là một cái CoCode Creator này, là một cái tool mà để mình có thể vẽ đồ họa 2D, 3D làm game đấy. Thì hôm buổi video đầu tiên này thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn một số cái trang mà mình cần để xem rất nhiều cái khoảng thời gian là mình làm việc với CoCode. Thì đây chính là cái trang chủ, cái trang đây chính là cái trang gốc của mình của CoCode. Thì version cao nhất là version 3.4, version đầu tiên là 1.4. Thì mình nhìn qua đây, đây chính là một cái cốt tiên quick start của CoCode hướng dẫn, là một cái mình sẽ áp một cái nhân vật 3D áp thêm cái animation để cho chuyển động của nhân vật khi mà mình ấn chuột ra thì nó sẽ nhảy lên theo cái đúng đường cong để phù hợp, nó sẽ tăng điểm để có tới hộp thì sẽ cộng điểm, và nếu mà nhảy xuống cái khoảng trống ở giữa thì sẽ kết thúc lên. Giờ mình sẽ nói sơ qua một chút về cái download trang trang chủ của CoCode để mình download CoCode Creator. Mình vào Google mình search là download CoCode Creator. Đây mình sẽ vào cái đường dẫn đầu tiên này. Đây chính là cái trang khi mà mình kích vào, thì để anh em có thể download được thì mình sẽ select vào product, chọn CoCode Creator. Ở dưới cùng này sẽ có cái phần download, mình sẽ click vào đây thì mình có thể download được cái CoCode Creator về. Đây, đây có cái version 3.4.1 ở ngày 25/1/2022. Mình sẽ download Creator from that block. Ok, cái này thì mình đã download rồi. Thế anh em chưa download thì sẽ chuẩn bị cái để cho mình download về. Download block thì mình không hay. Đấy, thì những video sau thì mình sẽ hướng dẫn rõ hơn download và cài đặt môi trường của CoCode. Bây giờ mình trao đầu thời gian với thời gian dài, nên là bây giờ đã dài rồi, nên mình sẽ sơ qua một cái CoCode đơn giản của mình đã cốt. Như ở cái màn hình đăng nhập của CoCode. Đấy. Thì ở trong một game ấy, thì mình thường là có các kết bạn đúng không? Danh sách bạn bè hoặc là danh sách các server gì đấy chẳng hạn, thì mình sẽ đây là làm một cái tác vụ đơn giản sử dụng các cái component mà basic ở trong CoCode. Đây mình sẽ mở cái file để cái tool lên cho bạn xem. Thì tool này ấy, mọi các thành phần này thì đều là một nốt. Ở bên trong cái nốt này thì mình thì có thể chứa các cái như 3D hoặc là 2D graphic này, ra video này, hay là UI sẽ có mức từng tăng phát hay mức bốc layout vân vân. Còn line thì mình hướng đèn thôi, hướng đèn thì để thể hiện rõ hơn là đây. Bạn rõ hơn về 3D thì cái này đây là ánh sáng này, đây là hướng một cột đèn, nhìn này, nhìn camera này, thì sau này mình nghĩ là sẽ kết thúc ở đây thôi. Thì nếu các bạn cảm thấy hay và cảm thấy bổ ích với cái series này thì hãy cho mình một like, một comment và một subscribe kênh.